tai nạn giao thông. Ở đây con to nhất là mấy ký? Hiện tại hả? Hiện tại con to nhất ở đây là 6 ký hả? 6 ký đấy. Con 6 ký đấy. Cá chùa kiến này ăn gì, làm món gì? Cá chùa kiến cũng có nữa hả? Chùa kiến mấy ký? Bự nhất cái mấy ký? Con chùa kiến đây. Cá này là mỗi lần em mua là người ta bỏ đây em lấy em xin về đây. Dạ hả? Con chùa kiến ăn được không? Dạ, lâu kiến ăn được ạ. Làm món gì? Dạ, thông thường là hấp xả. Có con bự nhất ở đây không? Nhưng mà đây toàn có thể nhỏ mà. Không có con bự hả? Nhỏ ăn cái gì? Chùa kiến phải con chừng 3-4 ký, 4-5 ký á ha. Ăn mới ngon. Nó mới có thịt đúng không? Tôi mấy cái lưới gì kìa. Lăng này câu ở hồ này hả? Dạ, lăng sông câu đấy. Lăng sông hả? Dạ. Em thu mua ở xung quanh đây. Có cái gì lạ nữa không? Dạ. Có cái gì lạ nữa không? Dạ, đa phần là những cá này dạ. Cá ngựa có. Ờ. Cái gì? Ngựa, ngựa, ngựa sông anh chứ không phải là cá ngựa biển. Đâu? À, ở đây thì hết hết đấy. Nó cái xíu mà to nhất tầm kỳ. Ngộ, cái, ở cái sông mà không có cá ngựa nữa hả? Cá ngựa sông nó có phải không có cá ngựa biển gì đâu anh. À. Nó gần dạng cá ngựa phi nhưng mà đây là cá ngựa. À. Có hình không? Dạ không anh. Trong điện thoại không có hình à? Con nói được đâu tới 3 ký. Con nói giỏi lắm hơn 1 ký. Đúng không? Đâu? 3 ký đâu ra 4 ký. À 3 ký, 3 ký 2. Em làm con này cho anh nhé. Ờ.